Trọng tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu. Nguyễn Hoàng Đức rất trống trải, có cơ hội ngay bây giờ. Anh ấy đã có được bàn thắng. Wow! Đó là một bàn thắng tuyệt vời, Alan. Thủ môn đang than phiền với các hậu vệ. Anh ta nghĩ các hậu vệ nên áp sát nhanh hơn trong tình huống đó. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Bóng được truyền cho... Và đó là một quả đánh đầu. Thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Xuân Trường. Nguyễn Tiến Linh. Anh ấy đã cướp được bóng. Văn Toàn có cơ hội. Tuyệt vời. Đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Tỷ số được đưa lên 2-0. Cần phải tắt ngay. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Tăng tốc. Thật tuyệt khi sút. Một tình huống phản công rất sắc sảo. Không có bàn thắng nào ghi. Vâng, một nỗ lực phản công tuyệt vời nhưng pha dứt điểm đi chệch khung thành trong găng tấc rất đáng tiếc. Ronaldo, cơ hội. Sút đi. Vào rồi, thật tuyệt vời. Tạt đi. Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Cristiano Ronaldo. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Sút đi. Chấp nhận một pha phạt góc. Rice. Xuân Trường. Phạm Thành Lương. Và trọng tài cho rằng đó là quả phát bóng lên. Declan Rice. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Pha phòng ngự chuẩn xác, ngăn cản được tấn công. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Đó là pha cản bóng thần sầu. Quang Hải. Các tiền vệ cánh đang di chuyển ra cánh đợi bóng. Các bóng vào đi. Vai đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Một bàn thắng tuyệt vời. Đây rồi, qua cái chậm xe cho ra thấy rõ được bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang rất sớm từ cầu thủ kiến tạo. Cú đánh đầu rất mạnh và còn hiểm hóc nữa. Thủ môn hoàn toàn bất lực trong tình huống cản phá. Ronaldo. Nguyễn Hoàng Đức. Trọng tài báo hiệu chỉ còn 2 phút bù giờ.
Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Stefan Bell. Và trọng tài đã nổi có. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Có cơ hội ngay bây giờ. Thủ môn bắt được bóng một cách dễ dàng. Nguy hiểm. Họ nên tập trung ngay bây giờ trước quả đá phạt. Nguyễn Trọng Hoàng. Ronaldo. Sút vào. Họ vẫn còn cơ hội cho mình trong chỗ này sau bàn thắng này. Vâng. Nguyễn Tiến Linh. Quang Hải. Nguyễn Ngọc Hải. Cần phải kéo dắt hàng phòng ngự đối phương ra trước. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Rất nhanh. Anh ta đã nhìn thấy thủ môn lao ra. Chính vì vậy anh ta đã thực hiện một cú lốp bóng. À vâng, nhưng nó trông không có chút hiệu quả nào cả. Tiến lên đi. Và đây là cú sút. Đây rồi, bàn thắng. Dường như trận đấu đã định đoạt, nhưng không. Trận đấu đã trở về điểm xuất phát 2-2. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Hậu vệ đã chơi không thật tốt, bạn có thể nói như thế. Nhưng lối chơi tấn công đã được thể hiện rất tốt. Substitution. Nguyễn Tiến Linh. Nguyễn Ngọc Hải. Tạt đi. Cơ hội. Thành Lương. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang. Một cơ hội để đánh đầu. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Cơ hội. Sút. Tuyệt vời. Pha bóng tốt. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Phan Văn Tài em. Sút đi. Bao rồi, tỷ số trận đấu đã được mở. Tôi thực sự không hiểu những gì mà tôi đang nghe đây anh Quang Tùng. Thế trận đang hoàn toàn bị đảo ngược. Vâng, đó là một trong những cú lội ngược dòng vĩ đại nhất. Sẽ có đá phạt. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Bóng đã lăn qua đường biên cuối sân, sẽ có phạt góc. Và đó là một quả đánh đầu. Vẫn là phạt góc. Và sẽ có một quả ném biên ở đây. Phan Văn Tài em. Trọng Hoàng.
có cơ hội ngay bây giờ. Thủ môn đã bắt được bóng. Vẫn còn nguy hiểm. Rất có thể đội bóng sân nhà sẽ giữ lại. Nguy hiểm. Lionel Messi có cơ hội ngay bây giờ. Tuyệt vời, không còn từ nào để có thể mô tả. Đường bàn thắng quá sức tuyệt vời. Tôi vừa thấy một cú xe đạp chống ngược theo cách mà chúng ta vẫn thường gọi, và nó đã trở thành bàn thắng. Tôi cực kỳ hào hứng mỗi khi thấy pha bóng này trong suốt sự nghiệp bình luận của mình. Một cảm giác thật khó tả. Dứt điểm đẳng cấp. Thủ môn không có một cơ hội nào trong tình huống này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Đá phạt. Và thủ môn đã đọc được ý đồ của anh ta. Và đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Trọng tài đã thổi còi kết thúc. Nói đùa một chút thì giống như cả 22 cầu thủ đang thi đấu đều không muốn đá tiếp vậy. Trận đấu bào mòn quá nhiều thể lực. Các tiền vệ cánh đang di chuyển ra cánh đợi bóng. Có thể phản công. Christian Eriksen. Đây rồi. Eriksen căng ngang. Cristiano Ronaldo. Họ đang cố gắng trong tuyệt vọng để thay đổi trận đấu này. Họ đang cố gắng tìm kiếm một bàn thắng. Rất căng thẳng. The Green. Một cú sau bóng rất mạnh và đá cướp được bóng. Nguyễn Tiến Linh. Quang Hải. Tăng tốc. Và đây là cú sút. Ôi, bóng đã được giữ lại. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Sút. Ghi bàn là mục tiêu hàng đầu của họ. Họ đang rất muốn vươn lên dẫn trước. Phối hợp tốt, rất nhanh. Thật tuyệt khi sút. Những trận đấu phải kéo dài. Mười lăm phút cho những cố gắng cuối cùng của hai đội ghi bàn và chiến thắng, hay là chấp nhận cuộc đấu súng đầy may rủi. Nguyễn Tiến Linh rất trống trải. Declan Rice. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Điều này Messi có thể phối hợp. Thủ môn đã bắt được bóng. Vẫn là phạt góc. Rice. Vâng, rất nhiều pha phạt góc. The Green. Anh ấy đã cướp được bóng. Có thể dứt điểm ngay. Có cơ hội ngay bây giờ. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Một bàn thắng vào lúc này sẽ kết liễu cả trận đấu. Roberto Carlos. Messi. Nguy hiểm.
Sunny. Bắt rất tốt, một cú sút tầm thấp. Là một tình huống phạt góc nữa. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Tất cả sẽ được quyết định. Đây là lượt sút penalty đầu tiên và chúng ta đang chờ xem ai sẽ là người sút đầu tiên. Và anh đã tận dụng cơ hội tuyệt vời đó. Trượt rồi, cú sút vừa rồi khá tệ. Và đó cũng là cú sút cuối cùng của họ trong loạt sút luân lưu này. Và anh đã có bàn thắng. Vâng, anh ta đã cản phá được tất cả các cú sút. Có vẻ như anh ấy không ổn lắm tại thời điểm này. Vâng, một phản ứng tuyệt vời từ thủ môn. Anh ta là thủ môn giỏi nhất mà tôi từng thấy. Vâng, áp lực đang đè nặng lên người thực hiện quả đá phạt này. Nếu không có bạn... Một pha đặt bóng vào lưới rất đẹp. Vâng, đó là pha dứt điểm chính xác. Nếu giành chiến thắng trên chấm 11m, trận đấu này sẽ là của họ. Mặc dù chịu rất nhéo lực nhưng cầu thủ này vẫn đưa bóng vào lưới. Hẳn là anh ta sẽ được khen thưởng rất nhiều. Căng bóng vào đi. Và anh đã ghi. Văn Toàn có cơ hội. Phan Văn Tài em. Sút đi. Vào rồi, tỷ số trận đấu đã được mở.